Chủ yếu. Di Mario, vẫn là Di Mario. Rất nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng. VOA 1-0 cho các cầu thủ Hải Phòng. Rất bất ngờ. Một cú sút không tưởng của Di Mario. Chúng tôi đã nói hoàn toàn với những người có mặt trên sân vận động Hoàng Đế trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi đã nói đến sự nguy hiểm của Di Mario. Và đến lúc này thì Di Mario đã cho thấy sự nguy hiểm của anh là như thế nào. Chỉ cần một cơ hội thôi, Di Mario đã có được bàn thắng. Không thể tin nổi, một pha dứt điểm ở một góc sút quá hẹp, nhưng Di Mario lại làm được. Nó khiến cho tất cả phải đứng yên để theo dõi xem liệu bóng đã vào lưới hay là đi ra bên ngoài. Di Mario đúng là một cây săn bàn đẳng cấp mà Hải Phòng lúc này đang rất may mắn có được. Hãy cùng nhìn lại pha độc diễn của Di Mario. Cú sút như búa vồ. Duy Mạnh đã rất nỗ lực, tuy nhiên không thể ngăn cản được sức mạnh của Di Mario. Cầu thủ này có khả năng cản lướt và xoay trở rất tốt. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha khống chế xử lý của Di Mario trong một phạm vi hẹp khi mà bị cao thủ Hà Nội theo kèm rất sát, nhưng Di Mario vẫn kịp thời tung ra dứt điểm. Di Mario đang mang đến một sự sôi động vốn đã bị dập tắt.